Alo, hôm nay không phải trong cất à? Hôm nay vâng. Giờ phải trong không? Giờ ấy. Có. Rất mạnh đấy. Đang cắn lên này. Đóng phát phát lên, cái này lên rồi đấy. Cắn đều đấy. Lên rồi. Bắn này lên rồi. Được. Ui ôi. Ui ôi. Vật không ơi? Bảo phải lấy vật đấy. Vật nhanh. Chào các bác nhé, hôm nay dẫn các bác đi câu cá chép. Đây vẫn là chỗ sông Lét, gần cầu Lét đấy. Giờ này cá đang ăn mạnh, tranh thủ ra đây kiếm tí. Nước đang rất là đẹp. Hôm nay không phải trong cất à? Hôm nay vâng. Giờ phải trong không? Giờ ấy. Có. Rất mạnh đấy. Đang cắn lên này. Đóng phát phát lên, cái này lên rồi đấy. Cắn đều đấy. Lên rồi. Bắn này lên rồi. Được. Ui ôi. Ui ôi. Ui. Có vật đâu không ơi? Bảo phải lấy vật đấy. Vật nhanh. Đâu không, à không quay kìa. Nó bảo cái vật này lên rồi. Em không có vật, anh có. Không vật à? Không, em mang vật đâu. Ôi giời ơi. Xinh không vật à? Để to đấy. Đây. Từ từ. Có ấy không? Dạ. Rồi, để to đấy. Đây, lấy cái túi này này. Từ. Không còn à? Không, em mang đâu. Không, ra cầm tay anh Sinh đây xong rồi. Đây. Không, cái túi không là thua, anh lấy cái này này. Cho túi được, cho túi, túi nó miệng nó to. Cho một túi vắt là xách lên. Tay. Anh lấy cái đấy nó hút, lấy cái này này, bật chìm đúng không? Có mang vợt đâu, em mang đâu. Câu chỗ này nó cá to mà. Trời ơi! Cái chỗ này nó cao. Không, tôi đứng. Đẹp to thôi. Con này to ở đây. Dưới của bác Long đẹp quá. Vợt bên đầu. Biết thế lấy đập cho nó phát. Có cái chuối này mát à? Được rồi. Vẫn này phải ra hộ rồi. Con này còn to hơn con trước. Phải người ra hộ đi. Chạy ra hộ đi. Chép vàng. Chép vàng à? Ừ. Con này bé hơn nhiều. Đây. Con này bé. Anh nhắc lên là đứt đấy. Con này bé. Bé chút này. Bé vợt thì xúc rồi. Nhấc vợt nhá. Hết rồi. Con. Lấy được cái lưới vớt cá.
chùa. Nó thả vào đây đoạn xong rồi ấy lấy lưỡi sau ấy. Đây hai tay cầm ô ơn lại tuột. Ông lên lấy cơ, nếu mà cá trắng đấy còn tiết kiệm thì cá đỏ không quan trọng lắm. Cá đỏ là không quan trọng đâu. Mày ngày đây đi là không chịu thắp hương rồi. Hai tay ôm chặt thế rồi lại tuột. Ôi em hơi buồn đấy. Cho trong giỏ này mang lên trên này là tháo bữa sau. Trông cá trước trông cá giả cá. Càng em bé dần. Giật lồi. Cái cá này trông ấy nhờ đuôi dài, nhìn trông đuôi đẹp. Đây là đuôi. Con khoang khoang đỏ khoang trắng đẹp hơn nhiều con ít 7 á. Con ít 7 á. Này trông cho nhiều tăm, rất nhiều tăm. Năm tuổi 58. Đây rồi Hương ơi. Đây là Ngô ơi. Ai à, bò đấy. Bò đây Ngô ơi. À chết. Đây bò đâu. Có bò đâu, bò không. Lên lên lên. Chờ cái gì? Được không? Chờ cái gì? Anh mang kia này. Để thằng đầu bên kia với em nhé. Không tiện. Hưng ơi, Hưng, Hưng mang luôn chép này về. Đây con này đủ về đấy. Anh đưa Hưng về. Hưng ơi, con này khá mà. Đấy đi. Hay quá. Ốc. Ốc. Chép các bác.
u vật. Văn minh anh ạ. Ôi giời ơi, mất con răng. Đang buồn mất cả mà. Đang trống vắng.
đây, cho bác xem thành quả ở đây. Hôm nay mất nhiều quá. Hôm nay mất à, vẫn được thả mấy con, vẫn được 5 con. Từ hôm mà có cái giỏ xanh của anh ấy, được bao nhiêu ke để cho anh đòi tiền. Thôi xin chào các bác nhé, hẹn các bác ở video tiếp theo nhé. Cái bản quyền này của anh, chú hiểu nhờ. Bây giờ nhiều like và chia sẻ mà cái túi xanh này là phải chia tiền. Đấy, cần tuổi mang cá về. Rồi. Em có cả ấm cúng quá nhỉ. Đậu về để nấu lẫn. Ấm cúng quá, ấm cúng đấy.